Trung xin chào tất cả anh em nhé. Thì Trung lên một cái video đồ món đồ chế nhé nè. Một cái bộ combo tay trang và ngăn kéo tỷ lực của xe cuốc. Con này là Hitachi bánh lớp 04 nhé nè. Lắp từ 03 đến 035 này, 04, 045 các thứ ok hết nhé. 05 cũng được. Anh em có xe cơ đang có nhu cầu lên thành tay lái thủy lực đấy thì tham khảo cái bộ này nhé. Cái bộ combo này nó bao gồm hai khối nhé nè. Một cái khối này là 3+1 này. Đây, khối này là 3+1 nhé. Khối này là 4+1 nhé. Đủ ngăn và đủ tay cho anh em lên thành nâng cần hai bơm và chỏ hai bơm nhé. Đây, hai cái tay kéo cơ. Nhìn nó bẩn bẩn tí thôi, hàng cực chất luôn nhé. Không xì xẹp, treo cần ok này. Hai cái chân xích đây. Đấy. Tì đũa sáo ngon lành hết nhé. Rồi, bộ này thì một cơ 3 kích này. Bộ bên kia là một cơ 4 kích nhá. Ti này ti 2022 gì đấy. Komatsu VK04 nhá nè, VKH04. À không, Hitachi VKH04 nhá. Và đây hai cái tay lái, bộ tay lái trụ của nó đây, nút dùi đây. Bộ này nút dùi 8 ly, nút dùi nhỏ. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhá. Món hàng có sẵn tại nhà. Đấy, hai khối như vậy. Anh em xem có nhu cầu chế cháo chế lắp vào được cái con nào thì cứ đến trực tiếp nhà xem nhé. Trung bán nguyên cái combo như vậy, bao gồm hai cái trụ tay trang này và một cặp ngăn kéo này nhé. Rồi, Trung có cái video đơn giản như vậy. Anh em có quan tâm, có thắc mắc, có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của Trung nhé. Anh em ở gần thì cứ sắp xếp đến xem mà. Trung kết thúc video nhé anh em.